Thì xin chào mọi người nghe. Thì rất là vui khi được gặp lại mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người một bài thuốc trị viêm họng nha mọi người ha. Thì mình thấy bài thuốc này rất hay, cũng nhiều người dùng rồi thì cũng hết rồi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc viêm họng mà thường thì chúng ta thường gặp mọi người ha, nó khó chịu lắm, ăn uống cũng không ngon. Rồi ngủ cũng không không ngon luôn mọi người ha. Thì bài thuốc này thì cũng như thường lệ thôi, mình chia sẻ với mọi người bài thuốc rất dễ tìm và rất dễ làm. Đôi khi nó cũng có trong nhà chúng ta nha mọi người ha. Rồi ok, mình sẽ chia sẻ với mọi người bài thuốc thực tế luôn. Đây là cái mọi người không biết cái gì là gì, là cái bàn nha mọi người. Thì cũng có những cái bàn lớn nhưng mà mình kiếm cái bàn nhỏ gì dễ chia sẻ cho mọi người, nó cũng dễ chia sẻ hơn. Đây là cái bàn nha mọi người ha, cái bàn mình thường trồng bóng mát ở trước cửa nhà mình á. Thì mình nhìn thấy vậy á, nhưng mà cái là cái tác dụng nó rất là hay nha mọi người ha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc này rất là đơn giản và trị bệnh thì cũng rất là tốt cho mọi người ha. Nó cũng không có tác dụng phụ gì đâu, mọi người đừng sợ ha mọi người. Mình bị viêm họng thì mình cứ có thể dùng, không sao hết. Thì mình sẽ chia sẻ cách làm cho mọi người luôn ha. Mọi người lấy cho mình cái lá bàn non non vậy nè ha, từ 7 đến 10 lá nha mọi người ha. Đó, 7 đến 10 lá bàn non non vậy nè mọi người ha. Đó. Rồi mọi người bỏ vô thêm cho mình, là bỏ vô thêm khoảng 1/4 muỗng muối nha mọi người. Mình bỏ vô thêm 1/4 muỗng muối cà phê mọi người ha, muỗng cà phê mà mình lấy ít thôi, 1/4 thôi nha, bỏ vô chung. Bắt đầu mình có hai cách, mình đâm hoặc là mình lấy cái máy xay sinh tố mình xay nhuyễn ra nha mọi người ha. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ vô trong đó cho mình là 200 ml nước sạch, 250 ml nước sạch. Đó. 250 ml nước sạch. Đó. Bỏ vô chung nhá. Rồi mọi người đánh tan nó ra ha, cho đều ra, cái mọi người dắt lấy nước cốt thôi mọi người ha, dắt rây lấy nước cốt thôi đó. Rồi mọi người sẽ bỏ cho mình vô trong một cái bình, cái chai gì đó. Mọi người bỏ vô tủ lạnh, mọi người dùng dần ha mọi người ha. Thì một lần làm như vậy mọi người có thể dùng được một tuần nha mọi người ha. Mọi người cứ bỏ ngăn mát tủ lạnh á, không sao hết á. Thì lần đầu, ngày đầu mình sử dụng á, là mình sẽ súc miệng 4 lần nha mọi người ha. Súc miệng xong nhả ra, mọi người đừng nuốt nha. Mọi người súc miệng cho mình 4 lần. Cách 4 tiếng là mọi người súc miệng. Súc miệng xong mọi người nhớ là đừng xuống nước sạch lại nha mọi người. Để cho cái nước nó lưu lại trong miệng mình á, nó sẽ khử khuẩn và kháng khuẩn nha mọi người ha. Đó, mọi người ngày đầu thì mình sẽ súc miệng 4 lần, cách nhau 4 tiếng đồng hồ một lần. Đó. Mà súc miệng xong thì mọi người nhớ đừng súc miệng bằng nước sạch lại, cứ để vậy. Ngày thứ hai mình sẽ súc miệng trước khi đi ngủ một lần thôi. Từ ngày thứ hai trở đi á mọi người ha, cứ một lần trước khi đi ngủ á, mọi người cứ súc miệng cho mình, nhưng mà đừng có súc nước sạch lại nha mọi người ha. Thì đó là cái cách để mình làm cái bài thuốc viêm họng hạt, viêm họng. Thì viêm họng hạt, nếu mà viêm họng hạt mà viêm nhẹ thì mọi người cũng sử dụng được nha mọi người ha. Tại vì cái bàn này nó có tính chất kháng khuẩn và diệt khuẩn rất là cao, cho nên là mọi người làm bài thuốc này mình nghĩ là rất là ok. Tại vì cũng rất là nhiều người mình chỉ rồi thì cũng đã hết. Thì hôm nay mình quyết định mình đưa lên đây để chia sẻ cho mọi người rộng rãi ra, để mọi người có thể là sử dụng ha mọi người. Ở bài thuốc thì cũng rất hay, thì mong mọi người ủng hộ mình ha. Thì trong suốt thời gian qua mình chia sẻ lên thì cũng có ý kiến trái chiều, những ý kiến ngược chiều, thuận chiều gì đó, nhưng mà mình cũng không quan tâm đâu. Cái ý nghĩa lớn nhất của mình á, mình làm những cái video đăng tải lên như vậy á, để giúp đỡ một số anh chị em khó khăn và bị bệnh mà không biết cái thuốc nào để chữa bệnh hết. Rồi mình dụ mình đi làm này nọ, mình không có thời gian, thì mình sẽ dùng những bài thuốc này rất đơn giản. Nhưng mà những bài thuốc mình đăng lên á, mình chia sẻ cho mọi người, nó sẽ không có tác dụng phụ như mọi người. Đây là thuốc nam mà mình uống mình cảm thấy bệnh mình nó thuyên giảm chậm thì mình sẽ đổi cái thuốc nha mọi người, chứ không có vấn đề gì đâu. Mọi người đừng sợ, mọi người cứ dùng thôi. Rồi còn những anh chị em mà có cái ý kiến ngược chiều với mình á, thì mình cũng không quan tâm. Tại vì đối với những người quan tâm mình thì mình rất là cảm ơn, thiệt tình là mình rất rất cảm ơn. Còn đối với những người không quan tâm mình thì mình cũng chả quan tâm làm gì. Tại vì quan tâm họ thì họ cũng
không có ích gì cho mình. Mình chia sẻ lên chủ yếu là để cho những người quan tâm người ta sẽ sử dụng hơn mọi người ha. Ok, thì cũng tâm sự chút thôi. Thì video mình xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người mau lành bệnh và chúc sức khỏe gia đình mọi người thật khỏe mạnh và vui tươi và thành công trong cuộc sống mọi người ha. Ok, video mình kết thúc ở đây. Xin chào mọi người.